Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 17 tháng 12 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi. Kho bạc nhà nước triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần minh bạch, giảm thời gian và tiết kiệm. Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018-2023. Huyện Phù Cừ có trên 100 ha sản xuất nông nghiệp sạch. Những người nặng lòng với nghệ thuật đồng Đông Sơn. Bắt giữ đối tượng dùng súng giết người tại xã Phù Ủng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Sự khai mạc kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả huyện Ân Thi đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như tận dụng tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột phá, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ quan điểm, hiện nay tỉnh không khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng cây nhãn và cây cam, thay vào đó người dân nên chuyển sang trồng các loại cây ăn quả như ổi, bưởi, cây vải và phát triển thủy sản. Huyện Ân Thi cần ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng vật nuôi cụ thể theo từng vùng, từng địa phương và thị trường. Đồng thời, việc chuyển đổi tại các địa phương phải theo quy hoạch, không để xảy ra tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp, tập trung vào sản xuất nông nghiệp sạch, đẩy mạnh liên kết trong phát triển kinh tế. Hiện nay, huyện Ân Thi đã có 14 xã về đích nông thôn mới, còn 6 xã phấn đấu năm 2019-2020 sẽ hoàn thành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần tập trung mọi nguồn lực đảm bảo hoàn thành trước Đại hội Đảng cấp cơ sở để góp phần với tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư vào địa bàn, có kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch 93A trên địa bàn huyện, gắn trách nhiệm với từng cá nhân cụ thể. Thực hiện nghiêm chính sách đối với người có công và hộ nghèo, tập trung cao độ việc đào tạo, chuyển đổi lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp dịch vụ, phát triển ngành nghề công nghiệp hóa nông thôn, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đẩy mạnh các giải pháp về cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Sáng nay, tại Công an tỉnh, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, trưởng Công an huyện Tiên Lữ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định số 7968 ngày 12 tháng 12 năm 2018, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Hồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Hồng nhận chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đây là sự quan tâm lớn của lãnh đạo Bộ Công an đối với tỉnh Hưng Yên và cá nhân đồng chí Hồng. Đồng chí tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm công tác và lãnh đạo nhiều đơn vị nghiệp vụ khác nhau sẽ có lợi thế quan trọng để đồng chí cùng tập thể lãnh đạo công an tỉnh đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác công an, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chiều nay, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Vũ Văn Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 có chủ đề Văn nghệ sĩ đoàn kết sáng tạo, đổi mới góp phần xây dựng con người Hưng Yên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên trong 5 năm từ năm 2013 đến năm 2018 và bầu ra Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên khóa 9,
nhiệm kỳ 2018-2023. Tôi thấy rằng là tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng đến dự đại hội và đều có một cái ý muốn, mong muốn là làm thế nào đó đóng góp cho đại hội phát triển. Và tôi thì tôi mong muốn rằng là cũng qua cái đại hội này thì làm thế nào đó có thể phát triển thêm những hội viên mới nữa. Tôi xin chúc đại hội thành công và mong muốn rằng những người khán giả, những người độc giả sẽ quan tâm hơn đến chúng tôi để động viên chúng tôi để làm thế nào đó để chúng tôi có thêm một cái động lực nữa để sáng tác vì mảnh đất Hưng Yên của quê ta và cũng như vì cái chất lượng văn học nghệ thuật của nước nhà. Với tâm thế của cá nhân tôi và với tất cả hội viên rồi thành viên của tham dự đại hội, tôi thấy rất là vui tươi phấn khởi và rất mong chờ một cái đại hội thành công và đổi mới. Với tư cách là một trưởng ban mỹ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên thì tôi thấy đây là một cái không khí đại hội diễn ra rất là sôi động, vui tươi. Mọi người từ trong các huyện, thị, rồi thì một số người công tác ở trung ương cũng về tham dự cái đại hội, và đặc biệt là các khách mời của các tỉnh, 9 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng cũng có mặt để về dự cái đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 6 đồng chí, do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ tịch đoàn. Đại hội bầu đoàn thư ký đại hội, bầu ban kiểm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của đại hội, thông qua quy chế đại hội. Cũng tại đại hội, các hội viên thảo luận thông qua điều lệ hội sửa đổi, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo kiểm tra tư cách hội viên dự đại hội, trình báo cáo kiểm điểm công tác của ban chấp hành khóa 8 nhiệm kỳ 2013-2018. Cùng với đó là bầu ban chấp hành hội khóa 9 đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, có đủ phẩm chất, năng lực sáng tác văn học nghệ thuật, có khả năng lãnh đạo tổ chức, quản lý hiệu quả các hoạt động của hội và khả năng tập hợp các nghệ sĩ. Sáng 18 tháng 12, Đại hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ chính thức khai mạc. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, đặc biệt là hiện đại hóa công tác kiểm soát trên ngân sách nhà nước và giúp giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị khi giao dịch với hệ thống kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Qua triển khai cho thấy, dịch vụ này đã mang lại nhiều tiện ích. Với dịch vụ công trực tuyến là việc giao nhận và xử lý hồ sơ chứng từ qua môi trường mạng thay cho cách giao dịch thủ công truyền thống, đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng, rút ngắn thủ tục hành chính, minh bạch về quy trình hồ sơ chứng từ thanh toán và nội dung kiểm soát. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi tham gia dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi là giảm thời gian đi lại, các đơn vị có thể thực hiện kê khai, tải hồ sơ pháp lý và lập chứng từ thanh toán theo mẫu trên hệ thống dịch vụ công. Các đơn vị cần phải chuẩn bị đầy đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có máy vi tính kết nối mạng Internet, đồng thời cá nhân chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị cần phải có địa chỉ thư điện tử trước khi kho bạc nhà nước thiết lập hệ thống cho đơn vị. Thư điện tử này thì được dùng để tiếp nhận các cái thông tin do kho bạc nhà nước thông báo về kết quả giải quyết hồ sơ qua mạng. Điều kiện thứ hai là các cá nhân chủ tài khoản, kế toán trưởng và những người được ủy quyền phải có chứng thư số. Thì đây là thiết bị được dùng để ký chữ ký điện tử lên hồ sơ thanh toán gửi đến kho bạc nhà nước qua mạng Internet. Điều kiện thứ ba là đơn vị phải gửi yêu cầu qua mạng và được kho bạc nhà nước chấp thuận cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thí điểm và đã thành công tại các đơn vị sử dụng ngân sách là Văn phòng Kho bạc nhà nước Hưng Yên, Sở Thông tin Truyền thông và thành phố Hưng Yên. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã phát huy tốt hiệu quả, đơn vị sử dụng ngân sách được hưởng nhiều lợi ích sau khi triển khai áp dụng. Cái thứ nhất là tiết kiệm được thời gian và chi phí, cụ thể là kế toán, không phải đến kho bạc để đợi chờ để giao dịch với kho bạc. Cái thứ hai là chủ tài khoản có thể chủ động làm việc với kho bạc
qua cái dịch vụ công trực tuyến ở bất cứ thời gian nào và bất cứ cái địa điểm nào có internet. Cái này rất thuận lợi cho đối với những chủ tài khoản hay phải đi công tác xa. Các cái đơn vị dự toán không phải mang hồ sơ ra kho bạc, đẩy nhanh được cái tiến độ xử lý hồ sơ. Thế và các cái đơn vị thì cũng theo dõi được cái tình trạng hồ sơ từng cái thời điểm một. Thì qua cái việc triển khai thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố thì cũng đã góp phần đẩy mạnh cái cải cách hành chính trên địa bàn. Qua thực tế tại các nơi đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến của kho bạc, khách hàng giao dịch được hưởng nhiều lợi ích, không chỉ là hạn chế việc đi lại, không cần chờ đợi, không cần xếp hàng, mà còn có thể thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, việc áp dụng chữ ký số sẽ đảm bảo tính pháp lý, an toàn, hạn chế việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của các đơn vị và thông tin thanh toán được bảo mật, đặc biệt là thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể từ 3 ngày đối với giao dịch truyền thống, nay chỉ còn 1 ngày đối với giao dịch điện tử. Trên địa bàn tỉnh có gần 1.300 đơn vị sử dụng ngân sách. Tới đây, Kho bạc Nhà nước sẽ triển khai rộng rãi dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo việc chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử được hiệu quả, Kho bạc Nhà nước hỗ trợ trực tiếp đến đơn vị để hướng dẫn cách tạo chứng từ điện tử, quy trình truyền nhận và xử lý dữ liệu. Chúng tôi là với cái đơn vị đứng ở trên địa bàn tỉnh nhà thì cam kết là sẽ đồng hành cùng với Kho bạc Nhà nước để triển khai tới các đơn vị thành công cái dịch vụ chữ ký số để ứng dụng vào vấn đề cái hành chính công cho Kho bạc Nhà nước. Chúng tôi sẽ thực hiện hướng dẫn chi tiết tới từng đơn vị để triển khai cái dịch vụ này. Với việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính, đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thời điểm này, các hộ trồng cây cảnh trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tích cực chăm sóc những vườn cây cảnh của gia đình mình. Toàn huyện trồng gần 189 mẫu cây cảnh các loại, tập trung tại các xã Đông Tảo, Bình Minh, Dại Trạch, Tân Dân. Thời điểm này, các hộ trồng cây cảnh ở huyện Khoái Châu đang tập trung chăm sóc cắt tỉa cho những vườn cây cảnh nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao cho thị trường dịp Tết. Mỗi năm, các nhà vườn trên địa bàn Khoái Châu cung cấp ra thị trường hàng trăm sản phẩm cây cảnh các loại, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, như quất cảnh, cam đường canh cảnh, bưởi cảnh, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Theo ước tính sơ bộ, năm nay mỗi sào trồng cây cảnh cho thu lãi từ 15 đến 17 triệu đồng. Theo các chủ vườn cho biết, những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến phức tạp. Để tránh ảnh hưởng đến mẫu mã các loại cây cảnh, người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn cây cảnh để kịp thời xử lý một số bệnh, sinh vật gây hại thường gặp trên cây cảnh dịp cuối năm như ruồi vàng, bọ trĩ, nhện đỏ. Những năm gần đây, nhiều hộ dân của huyện Phù Cừ không ngừng mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là hướng đi bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Toàn huyện Phù Cừ có hơn 100 ha sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó diện tích vải lai u và vải lai trứng là 60 ha, cam gần 40 ha, rau các loại và dưa lưới gần 10 ha. Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các hộ dân đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định từ khâu lựa chọn cây giống, chăm sóc đến khi thu hoạch. Sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp truyền thống, chất lượng ngon, mẫu mã đẹp nên việc tiêu thụ thuận lợi. Hầu hết các sản phẩm đều được thương lái đặt hàng mua từ trước khi thu hoạch, mang lại giá trị cao hơn từ 10 đến 15% so với sản xuất truyền thống. Hiện huyện Phù Cừ cũng đã thành lập 10 hợp tác xã kiểu mới sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhằm liên kết sản xuất, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ phát triển lên thành sản xuất hàng hóa tập trung, năm 2018, huyện Tiên Lữ đã tập trung hướng dẫn thành lập nhiều hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện Tiên Lữ có 26 hợp tác xã, bao gồm 15 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 11 hợp tác xã kiểu mới. Trong năm 2018, huyện đã tập trung hướng dẫn các địa phương thành lập được 8 hợp tác xã kiểu mới là hợp tác xã Nấm Thành Yên xã Trung Dũng, hợp tác xã Nấm xã Minh Phượng, hợp tác xã Nông nghiệp Anh Thảo, hợp tác xã Rau An Toàn Chiến Thắng, hợp tác xã Nhãn Lồng Mai Ngọc, hợp tác xã Nhãn Trường An, hợp tác xã Cây Ăn Quả xã Nhật Tân, hợp tác xã Dịch vụ Công nghiệp Tổng hợp Hoàng Phát. Các hợp tác xã kiểu mới ra đời để đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả,
Thông qua đó, giúp cho các thành viên tạo được mối liên kết sản xuất, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, không còn lo bị ép giá. Những năm gần đây, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ phát triển chăn nuôi giống cả lai Yên Hòa cho giá trị kinh tế khá. Toàn xã hiện có 300 hộ nuôi gà lai Yên Hòa, có quy mô từ 250 con đến hơn 2.000 con một hộ, chủ yếu ở thôn Khóa Nhu 2. Gà lai Yên Hòa được lai từ gà mái Yên Hòa với gà trống Đông Tảo. Gà lai Yên Hòa có ưu điểm đẻ nhiều chân to, thịt thơm và trọng lượng vừa phải, dễ sử dụng trong các đám hiếu, đám hỷ. Thị trường tiêu thụ không chỉ ở trong tỉnh mà đã phát triển sang các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Gà lai Yên Hòa được các hộ dân nuôi trong 6 tháng khi trọng lượng bình quân đạt từ 2,5 kg đến 2,7 kg là xuất bán. Nhiều hộ trong xã nuôi với quy mô 1.000 con, bán với giá dao động từ 110 đến 120.000 đồng một kg, trừ chi phí thu lãi trên 200 triệu đồng một năm. Nhận thấy cây ngô đem lại hiệu quả kinh tế thấp, ông Đào Văn Nguyện ở thôn Tả Hà, xã Hùng An, huyện Kim Động đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cùng đưa bò sữa, trừ chi phí mỗi năm ông thu lãi gần 700 triệu đồng. Ban đầu ông Nguyện chỉ trồng dựa trên diện tích sẵn có của gia đình, nhận thấy cây ăn quả cho thu nhập cao. Năm 2011, ông đã thầu 16 mẫu ruộng trũng của bà con lân cận để phát triển theo quy mô trang trại. Ông trồng xen canh một số cây ăn quả như bưởi da xanh, bưởi diễn, thanh long ruột đỏ, chuối tây, chuối tiêu hồng. Cùng với đó, ông đầu tư nuôi 14 con bò sữa. Theo ông Nguyện cho biết, từ mô hình trang trại tổng hợp trên, mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông cũng thu lãi gần 700 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc thực hiện di chuyển giải tỏa chợ chiều trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên được các tiểu thương đồng thuận thực hiện, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho phát triển du lịch tâm linh khu vực đền Trần, đền Mẫu, Bà Chúa Kho. Trong thời gian 5 ngày của kế hoạch di chuyển, từ ngày 26 đến 30 tháng 11, trên 250 tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ chiều đã tự nguyện di chuyển, đăng ký kinh doanh về các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trong đó có 111 hộ tiểu thương, buổi sáng bán hàng tại chợ Phú Hiến, buổi chiều bán hàng tại chợ Chiều, có cam kết không kinh doanh buôn bán tại chợ Chiều để ổn định một điểm bán hàng tại chợ Phú Hiến. 100 tiểu thương chỉ bán hàng tại chợ Chiều đã đăng ký kinh doanh vào chợ Phú Hiến. Số ít tiểu thương khác đăng ký kinh doanh về chợ Sầu, xã Quảng Châu. Để giúp các tiểu thương ổn định nơi kinh doanh buôn bán, Ban Quản lý chợ Phú Hiến là nơi có đông tiểu thương chợ chiều đến đăng ký kinh doanh, đã thực hiện hỗ trợ 6 tháng tiền thuê ký ốt mặt bằng. Hơn chục năm nay, ông Hoàng Văn Phượng và Hoàng Tuấn Anh ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đã cất công đi nhiều nơi để tìm kiếm và lưu giữ hơn 200 hiện vật bằng đồng có niên đại từ thời Đông Sơn. Những cổ vật được hai ông sắp xếp ngăn nắp theo từng nhóm đồ khác nhau như đồ minh khí, nhạc khí, trang sức, vũ khí và dụng cụ sản xuất. Trong đó tiêu biểu nhất là 7 chiếc trống đồng, chủ yếu là trống đồng Heger 1 và Heger 3. Đây là hiện vật đặc trưng đại diện cho nền văn hóa Đông Sơn. Ngoài ra trong bộ sưu tập còn có rất nhiều hiện vật có giá trị nghệ thuật cao như 9 chiếc thạp, 3 chiếc trống chậu, bộ rìu, súng thần công, bộ gương. Không chỉ sưu tầm, hai ông thường xuyên đưa các hiện vật tham gia vào các cuộc triển lãm của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên và nhiều lần hiến tặng hiện vật cho bảo tàng. Việc làm của hai ông đã góp phần trong việc gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính tại huyện Văn Lâm có xu hướng giảm, song tỷ lệ sinh con thứ ba lại có chiều hướng gia tăng. Năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ ba của Văn Lâm là trên 25%. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên của huyện Văn Lâm là 396 trên tổng số 1.530 trẻ. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn tỉnh là 19%. Tỷ số giới tính khi sinh là 122,7 bé trai trên 100 bé gái. Hai xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao là Lương Tài và Chỉ Đạo, xấp xỉ 28%. Mặc dù ngành dân số đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân sinh đẻ có kế hoạch, nhưng với những đặc thù về điều kiện địa lý kinh tế, tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện vẫn tiếp tục gia tăng. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12, tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, đã xảy ra vụ án giết người. Hung thủ là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1995, ở thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1982, cùng trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng.
Trước đó, Hưng có vay của vợ chồng anh Linh 40 triệu đồng. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12, anh Linh sang nhà Hưng để đòi tiền. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát đánh nhau. Sau đó, Hưng đã dùng súng tự chế có sử dụng đạn ghém bắn vào cổ anh Linh. Anh Linh đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hưng về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án. Hung thủ Nguyễn Văn Hưng đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.